Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong video ngày hôm nay bên mình tiếp tục này giới thiệu một mẫu phân tần mới dành cho hệ thống loa 4 đường tiếng 2 bát 1 trung 1 tép. Chiếc phân tần mình muốn giới thiệu cho anh em trong clip này có model là 402. Anh em có chắc hình là 402. Hơi bị khó bắt nét đó. Dòng phân tần đã có sẵn kẹp dây in là mình đấu từ hậu loa vào này, và ta có B là bát, T là tép bên này, và tiếp tục đến ta có chữ M là mid, và tiếp tục ta có chữ B ở ngoài cùng là bát, nghĩa là hai bát ở ngoài cùng và cái trung ở đây và cái tép ở đây. Đối với phân tần này, anh em mình đánh cho loa bát 20, côn 51 đổ lại, và ta đắp cho các dòng trung 12 và những cái dòng tép 10, tép giấy 10. Hoặc là nhiều anh em mình có muốn nắp kèn thì không quá kèn 350 anh em nhé, nắp tép giấy hoặc tép kèn dưới 350. Đó, chứ còn linh kiện là tuy nhỏ nhưng mà chất lượng hàng nhập chất lượng rất tốt, được sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé. Nó có kẹp dây sẵn rồi thì về mình thay thế hoặc là mình muốn chuyển đổi nó khá dễ dàng. Một dây ngắn dây dài thì mình cần tháo ra và kẹp lại. Như vậy thì bên mình có thêm một mẫu của dòng 4 đường tiếng mới anh em nhé. 4 đường tiếng mới. Hiện tại bên mình đang có 3 dòng cho 4 đường tiếng. Đây là một trong mẫu để anh em nhiều lúc ghép bát 20 mà để mua cái bát 30, 25 ghép lại thì nó phí công năng đi. Đôi khi ghép đúng thì nó lại càng hay. Với giá thành bán cho một đôi phân tần 402 này là 350 và được bao ship luôn. 350 là được bao ship luôn. Mọi thông tin về sản phẩm, mọi anh em mình cần tư vấn xin gọi điện trực tiếp bên mình qua số máy 0904 61 23 23. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.